Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại bài giảng của cô. Em thân mến, ở bài học trước thì chúng ta vừa kết thúc cái vấn đề số 4, nghiên cứu về cái dạng bài tập tìm số PNE của nguyên tử hay của phân tử hoặc là của hỗn hợp các nguyên tố đúng nào. Và cô có ra một số bài tập để chúng ta cùng nhớ lại cái nội dung kiến thức buổi trước. Hãy cùng đi chữa. Đầu tiên là bài số 1 với đề bài là nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49. Trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện tính điện tích hạt nhân X. A là 18, B là 17, C là 15 và D là 16. Ở cái dạng bài này cô đang dẫn các bạn rồi, đúng chưa? Trong hạt nhân thì có hai loại hạt, nếu mà xét về điện tích thì có hai loại hạt, đó là hạt mang điện và hạt không mang điện. Hạt mang điện chính là hạt proton và hạt electron, còn hạt không mang điện chính là hạt neutron. Mà hạt proton thì bằng hạt electron chính bằng điện tích của hạt nhân. Nếu cô gọi là Z thì số hạt mang điện sẽ là 2Z, còn hạt không mang điện sẽ là N. Vậy ta luôn có một cái biểu thức là 2Z cộng N sẽ bằng tổng số hạt, được chưa? Bằng 49. Và cái dữ kiện thứ hai thì chúng ta sẽ dựa vào phương trình thứ hai, chúng ta sẽ dựa vào dữ kiện của đề bài để cùng tìm ra sau đó chúng ta sẽ giải lập hệ phương trình. Đầu tiên mình cùng phải đặt trước nhé. Nhớ các bạn nhớ phải đặt này. Giải này. Gọi số hạt P. Hạt P bằng số hạt E. Và bằng bao nhiêu đây? À, bằng Z. Chưa? Số hạt N bằng N lớn. Thì theo đề bài ta có tổng số hạt bằng gì nhỉ? Thực ra đây là trắc nghiệm cho nên là chúng ta sẽ chỉ làm hệ phương trình thôi. Cô sẽ hướng dẫn lại cái cách mà nếu mà chúng ta trình bày đối với bài tập này. Còn nếu bài tập sau mà trắc nghiệm chúng ta tìm hệ phương trình là xong nhé. Theo đề bài ta sẽ có gì? Tổng số hạt sẽ bằng 2Z cộng với N bằng 49. Chưa nào? Đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai, chúng ta dựa vào cái dữ kiện là trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện, đúng nào? Số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Được chưa? Số hạt không mang điện thì là N sẽ bằng 53,125. Số hạt không mang điện là gì các bạn? Chính xác, phải là 2Z nhá. Nhân với 2Z. Được chưa? Hai mình chuyển nó về cái dạng phương trình thuần túy nè. Ta sẽ lấy 53,125 chia cho 100. Sau đó nhân với 2 thì sẽ ra hệ số của cái Z này, chính là bằng 1,067. 1,0625 Z cộng với trừ đi N nếu chuyển với N thế này bằng 0, đúng chưa? Hay là phương trình số 2. Vậy thì từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình sau. Đúng chưa? Hay vào đây 2Z cộng N bằng 49 và 1,0625 Z trừ N bằng 0. Chưa? Mấu chốt của mình tìm ra cái hệ phương trình thôi. Bây giờ mình sẽ việc bấm máy tính để ra kết quả thôi. 1,0625 trừ 1. Chúng ta thu được X Z sẽ bằng 16 và N bằng 17. Và đáp án chính xác ở đây là đáp án D. Đúng rồi. Z bằng 16 là cái gì các bạn? Lưu huỳnh đấy. Thì là nguyên tố lưu huỳnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bài số 2. Chúng ta cùng đến với cái bài số 2. Có đề bài như sau. Tổng số hạt mang điện âm trong ion
AB4 3 trừ là 50. Số hạt mang điện trong nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 22. Số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là. Ở đây người ta hỏi mình gì nhỉ? Số hiệu nguyên tử và người ta cũng chỉ cho các yếu tố liên quan đến Z đúng không nào? Nên cái yếu tố Z vậy thì nó đã trở thành cái bài toán mà lập hệ phương trình hai ẩn bình thường thôi, thì chỉ có hai ẩn về cái số hiệu nguyên tử là cái Z của A và Z của B thôi đúng không nào? Vậy thì nó sẽ đơn giản hơn so với cái bài buổi trước chúng ta làm là lập hệ bốn phương trình có cả liên quan đến N của A và N của B đúng không nào? Và các đáp án là A 16 7, B 7 16, C 15 8 và cuối cùng là D 8 15. Thế là chúng ta cùng phân tích về cái ion âm. Buổi trước thì cô cũng có giới thiệu cho chúng ta về cái ion âm và ion dương. Nguyên tử thì trung hòa về điện. Nếu mà nó mang điện tích âm thì chứng tỏ là số lượng hạt P hay số lượng hạt E, số lượng hạt nào lớn hơn nhỉ? Chính xác, số lượng hạt E, cái số lượng mang điện tích âm lớn hơn sẽ dẫn đến ion này là ion âm. Vậy thì tổng số hạt mang điện tích âm ở trong ion này sẽ là gì? À, mình vẫn gọi Z là bằng P bằng E nhé. Đúng chưa? Vậy thì hạt điện tích âm trong hạt nhân A sẽ là ZA. Đúng chưa? Điện tích âm trong hạt nhân B sẽ là ZB. Mà ion này có 4 cái nguyên tử B. Vậy thì mình phải nhân 4 lên đây. Đúng chưa? Và điện tích này có điện tích âm là 3. 3 trừ. Nghĩa là số lượng ion âm đã tăng lên là 3. Vậy thì số lượng electron tăng là 3, vậy thì mình cộng 3 bằng 50. Đúng chưa? Biến cái câu này trở thành cái phương trình đầu tiên. Cái phương trình thứ hai thì sẽ liên quan đến cái dữ kiện số hạt mang điện trong nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B. Đúng chưa? Đọc kỹ đề bài nhé. Hạt mang điện trong nguyên tử A nghĩa là 2Z. A đúng không nào? Có hạt proton và hạt electron. Nhưng mà số hạt mang điện trong hạt nhân thì chỉ có một loại hạt, đó là hạt neutron. Vậy thì 2ZA và ZB. 2ZA trừ ZB bằng 22. Đúng nào? Vậy thì ta có hệ phương trình này. Việc của chúng ta vô cùng đơn giản. Đó là chúng ta lập hệ phương trình và giải hệ phương trình này thôi. Nào hãy cùng bấm máy tính để tìm ra ZA và ZB bằng bao nhiêu nào. 1 này, 4 này, 3 chuyển sang bên kia là lấy 50 trừ đi 3. Ở với bên này ta có 2 trừ đi 1 và cuối cùng là 22. Ta thu ngay được ZA bằng 15 và ZB bằng bao nhiêu đây? Bằng 8. Được chưa? Vậy thì đáp án chính xác ở đây là đáp án C. Được chưa nào? Thông qua hai cái ví dụ này chúng ta nhắc lại được hai cái dạng bài buổi trước, đó là cái dạng bài mà chúng ta tính số hạt PNE của cái hạt ở trong một nguyên tử và tính PNE ở trong một ion hay trong một phân tử hoặc là một hỗn hợp hạt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bài học ngày hôm nay. Bài giảng hôm nay của chúng ta sẽ vẫn ở trong cái chuyên đề số 2 về nguyên tử. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của lớp vỏ nguyên tử. Ở các buổi học lý thuyết lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về hạt nhân nguyên tử đúng không nào? Tìm hiểu về cái hạt proton. Từ hạt proton thì chúng ta sẽ suy ra được các cái định nghĩa về nguyên tố hóa học rồi là đồng vị. Đó, sẽ tìm hiểu rất kỹ về hạt nhân. Bây giờ chúng ta tịnh tiến ra phía ngoài nguyên tử, đó là lớp vỏ, và đi nghiên cứu cấu tạo của lớp vỏ đó. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu cho các bạn các mô hình nguyên tử. Đầu thế kỷ 20 thì các nhà khoa học luôn cho rằng là các nguyên tử chuyển động, các hạt electron chuyển động xung quanh cái hạt nhân theo quỹ đạo hình tròn hay là hình bầu dục. Có thể nói dễ hiểu hơn giống như là cái quỹ đạo của trái đất quay xung quanh mặt trời vậy. Và cái sự tìm ra cái sự ý tưởng đó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc phát triển cái mô hình nguyên tử. Được chưa? Và ngày nay người ta đã phát hiện ra rằng các electron không chuyển động theo quỹ đạo xác định mà nó chuyển động theo một cái cách hỗn loạn, nhưng tập trung ở một số vị trí trong cái hạt nhân
xung quanh hạt nhân và người ta gọi đó là đám mây e. Chính đám mây e đã tạo nên cái lớp vỏ trong nguyên tử. Hay cái phần 1 nhỏ chúng ta nghiên cứu về sự chuyển động của electron trong nguyên tử thì có hai cái kết luận các bạn cần ghi nhớ. Đầu tiên đó là các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân cỡ hàng nghìn km trên giây. Và cái sự chuyển động của E đó chúng ta sẽ không xác định được cái quỹ đạo cụ thể của nó mà nó chỉ tạo nên những cái đám mây. Chúng ta chỉ nhìn thấy đám mây. Ví dụ như là giống như các phim hoạt hình ấy, các bạn xem Tom Jerry thấy con chuột và con mèo chạy rất là nhanh. Nhanh đến nỗi chúng ta không nhìn quãng đường nó đi mà nó chạy ra khói ấy. Đó. Cái tưởng tượng như các electron này chuyển động rất là nhanh, chúng ta không bắt kịp được tại cái thời điểm đó electron chuyển động theo những quỹ đạo nào mà chỉ nhìn thấy cái đường đi rất là nhanh của nó thôi. Được chưa? Đó là nghiên cứu về sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Còn trong cái cấu tạo lớp vỏ thì như thế nào? Ta sang cái phần 2. Đó là lớp electron và phân lớp electron. Lớp vỏ của chúng ta thì được chia làm hai loại nhỏ, là chia làm các cái phần gọi là lớp E và phân lớp E. Lớp E là gì? Phân lớp E là gì? Đầu tiên hãy đi cùng vào lớp E. Thì ở trạng thái cơ bản, các E chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp theo từng lớp. Các bạn tưởng tượng như là lớp lõi trái đất đi. Các bạn học vật lý, địa lý rồi đúng không nào? Lớp lõi trái đất là rất là nóng này. Xong mà lên các lớp dần. Đúng chưa? Vậy thì electron cũng sẽ phân bổ như vậy. Các cái E mà ở gần cái lớp hạt nhân hơn thì sẽ có mức năng lượng thấp. Và các cái E ở xa mức hạt nhân hơn thì có mức năng lượng cao. Còn các E ở trên cùng một lớp thì được quy ước là có mức năng lượng gần như nhau. Được chưa? Hơi khó hiểu một chút. Nhưng các bạn có thể tạm thời chấp nhận ở đây. Lát nữa chúng ta nhìn cái hình ảnh, cô sẽ phân tích kỹ hơn. Và nếu lớp thứ nhất N bằng 1 thì tên của nó là K. Lớp thứ hai N bằng 2 thì tiếp theo là L. N bằng 3 tên là M. Lớp N bằng 4 thì tên là N. Cứ theo alphabet K, L, M, N, O, P, Q. Và số thứ tự là lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, lớp thứ năm và lớp thứ sáu. Có những cái ý nào cần nhớ trong phần này? Đó là các electron ở cùng một lớp thì sẽ có mức năng lượng gần như nhau, không phải là giống nhau đâu nhé. Và cái trong các lớp E thì chứa các phân lớp. À, các bạn tưởng tượng như đây là một ngôi nhà ở chung cư đúng không nào? Cả một cái cấu hình ấy, có cả một cái lớp vỏ E của mình là khu chung cư và các lớp E như là các tầng. Được chưa? Và trong các tầng thì có các phòng, chính là các phân lớp. Nào. Hãy tưởng tượng khu chung cư ta có 4 tầng tương ứng với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Thì chúng ta nhận thấy ở lớp đầu tiên là lớp K thì có mấy phòng đấy? À, có một phân lớp và người ta ký hiệu là S. Ở lớp thứ hai, tầng thứ hai này, chúng ta nhìn thấy có hai phân lớp ký hiệu là S và B. Ở tầng thứ ba hay lớp thứ ba thì chúng ta thấy có mấy phân lớp? Có 3 phân lớp là phân lớp S, phân lớp P và phân lớp D. Còn ở tầng thứ tư chúng ta nhìn thấy có 4 phân lớp. Vậy thì có mối quan hệ nào giữa số thứ tự của lớp và số phân lớp ở trong cái lớp đó? Đúng rồi, số thứ tự của số phân lớp ở trong mỗi lớp chính bằng số thứ tự của lớp. Ở lớp 1 thì có 1 phân lớp, ở lớp 2 có 2 phân lớp và ở lớp 3 có 3 phân lớp. Ở lớp 4 thì có 4 phân lớp. Và chúng ta nhìn thấy này, các E ở mức ở các phân lớp khác nhau thì nằm ở một cái đường viền khác nhau. Cái đường viền này coi như là mức năng lượng. Vậy thì các E ở cùng phân lớp thì sẽ có mức năng lượng bằng nhau. Đấy chưa? Chúng ta quay lại cái nhận xét ở trước. Vì các E ở trong cùng phân lớp thì có mức năng lượng gần bằng nhau. Nhận xét ví dụ như ở phân lớp 4 này. Đấy chưa? Nó cùng một lớp nhưng cái mức năng lượng của lớp S và lớp S sẽ nhỏ hơn so với cái mức năng lượng của P, D, F. Đúng chưa? Nó thấp hơn này. Vậy nó gần bằng nhau. Nhưng còn cái nào mà ở cùng một phân lớp thì mức năng lượng nó sẽ bằng nhau, nó cùng ở trên một cái dải năng lượng. Chưa? Vậy thì ở phân lớp này chúng ta có những cái kết luận nào? Kết luận ở mỗi lớp E lại chia nhỏ thành các phân lớp. Chưa? Giống như là một cái chung cư thì mỗi một tầng sẽ có các cái phòng khác nhau. Và tiếp theo là các E ở trên cùng một phân lớp
khi có mức năng lượng như nhau. Và các phân lớp được ký hiệu bằng các chữ cái là gì nhỉ? Chúng ta vừa nhìn thấy S, P, D, F. Thực chất là nếu ở cái phân lớp số 5, nếu theo lý thuyết của mình là số phân lớp của mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó, thì lớp 5 sẽ có cái phân lớp thứ 5, đúng chưa? Là phân lớp G. Nhưng tuy nhiên, trong cái quá trình viết các cái cấu tạo của electron trong bảng tuần hoàn thì người ta mới chỉ viết đến phân lớp F thôi. Nên là có thể có là G, theo lý thuyết là có G, có những phân lớp đằng sau nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu bốn cái phân lớp chính là S, P, D, F. Đúng chưa? Hãy nhớ lại, electron thì gồm trong các lớp đó thì có các phân lớp giống như một tòa chung cư có nhiều tầng, ở mỗi một tầng lại được chia thành các phòng khác nhau. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái nội dung tiếp theo là về số electron tối đa trong một lớp hoặc là phân lớp. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái số e tối đa trong một phân lớp trước nhé. Các bạn có nhớ cái lớp S, cái lớp ở cuối cùng của lớp 1 ấy, có mấy E nhỉ? Có 2E. Số E tối đa trong phân lớp S là 2. Phân lớp P là 6. Phân lớp D là 10. Và cuối cùng là phân lớp F là 14. Các con số này thì chúng ta sẽ phải ghi nhớ. Cái việc ghi nhớ rất là quan trọng cho cái việc mà chúng ta về sau biểu diễn cái cấu tạo của E bằng cấu hình electron. Được chưa? Nhớ S2, P6, D 10 và F là 14. Rồi, đó là số E tối đa trong một phân lớp. Vậy thì chúng ta đã biết là số người tối đa trong một cái loại phòng rồi đúng không? Bây giờ mỗi một tầng thì sẽ chứa tối đa được bao nhiêu người, tương ứng với bao nhiêu phòng và tương ứng với bao nhiêu người nhé. Số E tối đa trong một phân lớp. Nào, bây giờ hãy nhìn lại cái hình ảnh. Ở phân lớp, ở lớp thứ N, lớp 1 đúng không nào? Có số tự là 1 thì chứng tỏ là trong lớp K có bao nhiêu phân lớp? Có một phân lớp và đó là phân lớp S. Có một phân lớp S. Mà cùng nhớ lại phân lớp S thì có mấy E tối đa nhỉ các bạn? Có 2E, đúng chưa? Phân lớp S suy ra là có 2E tối đa. Và ký hiệu là 1S nhé. Số phòng tổng cộng với số phòng. Còn đây L. N bằng 2 nghĩa là hai phân lớp là phân lớp P và phân lớp S, đấy chưa? N bằng 2 này có một phân lớp S, đúng chưa? Một phân lớp 2S, số tên thứ tự lớp này cộng với phân lớp này, và một phân lớp 2P, đấy chưa? P chứa tối đa là 6. Vậy thì có tổng là bao nhiêu E nhỉ? 8E tối đa, chính xác. Còn ở lớp thì sao? Thì số lớp cũng sẽ bằng 3. À, lớp S này, phần lớp S này, phần lớp P này và phần lớp D. Quan sát này, S, P, D. Thì nó sẽ có một lớp 3 thì ứng với 3S. Một phân lớp 3P và một phân lớp 3D. Được chưa? Tương ứng 2 electron tối đa, tương với 3 có 6 electron tối đa và tương ứng với D là có 10 electron tối đa. Thì tổng cộng ở phân lớp 3 này, lớp số 3 này sẽ có tối đa là bao nhiêu E các bạn? 2 cộng với 6 cộng với 10 là 18 electron. Hãy cùng xét đến cái lớp thứ tư nào. Lớp thứ tư là lớp N. Với N bằng mấy các bạn? Bằng 4. Đúng chưa? Vậy thì nó sẽ có 4 phân lớp là S, P, D, F. Đúng chưa? 1 có 4 phân lớp
Viết luôn nhá. 4S này, 4P này, 4D này và 4F. Chưa? S là tối đa là 2, P tối đa là 6, D tối đa là 10, cộng với F là 14. Vậy cộng tổng lại là sẽ có bao nhiêu E tối đa ở cái phân lớp này? Chính xác là 32 E. Đúng chưa? 32 E tối đa. Vậy thì hãy nhìn vào đây. N bằng 1 tương ứng với 2, N bằng 2 tương ứng với 8, N bằng 3 tương ứng với 18. Vậy N bằng 4 tương ứng với 32. Vậy nếu N của cô là một con số bất kỳ thì số E tương ứng sẽ là gì? Ta sẽ có công thức là 2 nhân với N bình phương. Các bạn thử kiểm nghiệm nhé. 2 nhân N bình phương. Thử kiểm nghiệm với lớp thứ 3 chẳng hạn. Lớp thứ 3, N bằng 3. 3 nhân 3. 3 bình phương là 9. 9 nhân 2 18. Đó, có 12. 18 lớp E tối đa. Hoặc là N bằng 4. N là bằng 4 thì N bình phương là 16. 16 nhân 2 là 32. Được chưa? Vậy thì nếu N bằng 5 thì theo công thức này chúng ta sẽ có bao nhiêu E tối đa? 5 nhân 2 là 25. 5 mũ 2 là 25. Nhân với 2 là 50. Vậy sẽ có 50 E tối đa. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra được cái biểu thức chứa E tối đa của lớp thì N chính là 2 nhân với N bình phương. Được chưa? Rồi, đó là cái công thức liên quan đến số E tối đa trong một phân lớp, trong một lớp và phân lớp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Vậy là chúng ta đã vừa đi qua các lý thuyết liên quan đến cái bài học ngày hôm nay. Và cô sẽ tổng hợp lại chúng ta. Bởi vì cái phần này nó sẽ hơi khó chịu tượng một khó tưởng tượng một chút vì chúng ta nghiên cứu về những thứ chúng ta không nhìn thấy. Nên chúng ta sẽ nhớ những cái kiến thức trọng tâm và sau đó là cô sẽ cùng mô tả lại cho các bạn kiến thức cùng nhớ nhé. Đầu tiên là chúng ta nhớ về cái lớp thành phần đầu tiên của cấu tạo vỏ. Ngoài cùng đó chính là các lớp. Đây là hạt nhân. Các lớp sẽ được sắp xếp theo mức năng lượng từ trong ra ngoài. Nghĩa là ở cái mức năng ở trong cùng này mà cái mức năng lượng thấp nhất và ra ngoài dần dần thì cái mức năng lượng sẽ cao hơn. Và cái số thứ tự lớp lần lượt là 1 2 3 4 5 6 7, người ta tìm đến 7 thì tương ứng với cái tên của nó là K L M N O P Q. Chưa? Theo cái số thứ tự bắt đầu bằng K. Đó là về lớp. Cái thành phần thứ hai đó là phân lớp. Phân lớp thì có 4 phân lớp mà người ta đã nghiên cứu ra là phân lớp S, P, D, F. Và chúng ta nhớ các cái số E tối đa trong các phân lớp đó là S sẽ có 2 E tối đa, P có 6 E tối đa, D tối đa là 10 E và cuối cùng là F tối đa 14 E. S, P, D, F 2, 6, 10 và 14. Được chưa? Và cuối cùng đó là số E tối đa trong từng phân lớp. Lớp K thì có một phân lớp S chứa tối đa 2E, vậy nó sẽ có 2E. Lớp L là lớp thứ hai, vậy thì nó sẽ có hai phân lớp là 2S và 2P. Trong đó S là 2 tối đa và P là 6, vậy thì tổng nó là 8E. Lớp thứ ba có 3 phân lớp, 3S, 3P và 3D. Tổng là 2 cộng 6 cộng 10 bằng 18. Và cuối cùng là lớp thứ N có phân lớp, 4 phân lớp, 4S, 4P, 4D và 4F tương ứng là 2 cộng 6 cộng 8 cộng 18 14 bằng 32. Hay lớp thứ N sẽ có công thức là gì? Đúng rồi, 2 nhân với N bình phương. Giả sử bằng 6 chẳng hạn thì 6 bình phương là 36. 36 nhân với 2 là bao nhiêu? 72E, đúng không nào? Từ đây mình có thể tính được tất cả, được chưa? Vậy thì hãy tưởng tượng cái lớp E của chúng ta như một cái tòa chung cư chẳng hạn. Có các tầng, các bạn có biết cái kiến trúc nào mà nó ngược không? Ở dưới rất là nhỏ, diện tích rất nhỏ, trên rất là cao. À, đúng rồi, ngay ở đất thủ đô của chúng ta thôi, đó chính là cái Bảo tàng Hà Nội. Ở dưới nó sẽ là cái tầng rất là nhỏ này, ở trên nó rộng lớn ra dần. Tưởng tượng như cái lớp E của chúng ta vậy, tưởng tượng như cái Bảo tàng Hà Nội. Đây là hạt nhân, đúng không nào? Và mỗi một tầng thì mức năng lượng của nó lại tăng lên một chút, đúng chưa?
Ví dụ như ở cái lớp đầu tiên là lớp K thì nó chỉ có một phòng. Một phòng là 1S. Lớp thứ hai là lớp L, KL thì nó có hai phòng là 2S và 2P. Lớp thứ ba là lớp M thì nó có ba phòng là 3S, 3P và 3D. Tương ứng càng lên cao thì số phân lớp sẽ càng tăng. Số thứ tự của lớp sẽ bằng số thứ tự của phân lớp. Tưởng tượng như cái tòa bảo tàng Hà Nội của chúng ta đấy, cứ tăng lần lượt các tầng lên và mỗi một cái phân lớp thì có một cái số lượng phòng nhất định. Ví dụ như 1S thì có 2, đúng chưa? 2S thì có tối đa là bao nhiêu nhỉ? Cái phòng 2S thì tối đa là 2 người ở. Phòng 2P thì tối đa là 6 người ở. Phòng 3S thì tối đa là 2 người ở. 3P là 6 người và 3D là 10 người. Đúng chưa? Cái tên gọi của các cái phân lớp này này, chúng ta sẽ lấy số thứ tự của lớp đó gắn với cái phân lớp. Ví dụ như là chúng ta muốn nói đến cái phân lớp S ở nhóm thứ, cái lớp thứ 3 thì mình sẽ nói là 3S. Cái phân lớp D ở cái lớp thứ 3 thì nói là 3D. Chứ gọi như số phòng, ví dụ như là tầng phòng 1, phòng 1 dãy kiểu S chẳng hạn thì là gọi là 1S. Tầng 2 dãy kiểu P thì gọi là 2P. Được chưa? Hãy tưởng tượng như vậy để cho dễ hiểu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào các ví dụ để áp dụng các cái lý thuyết này. Chúng ta đi đến ví dụ đầu tiên với đề bài như sau. Xác định số lớp electron của các nguyên tử. Đầu tiên là nitơ 7-14, thứ hai là magie 12-24. Nào, hãy cùng nhớ lại nhé. Cái ký hiệu nguyên tử này cho chúng ta biết điều gì? Cho chúng ta biết số hiệu nguyên tử hay là Z và cái gì đấy? Số khối, đúng chưa nào? 7-14. Vậy thì nhìn vào đây, mình suy ngay ra được Z sẽ bằng số P. Số P bằng số E và bằng 7. Nghĩa là có nitơ có 7 electron đúng không? Electron. Đúng chưa? Và 7 electron thì sao? Thì mình sẽ phải tìm cách để phân bố 7 E này vào các phân lớp và xem nó có thể tồn bao nhiêu phân lớp. Hãy nhớ lại mỗi phân lớp có tối đa bao nhiêu E. Mỗi lớp có tối đa bao nhiêu E nhỉ? Lớp thứ L, lớp K có tối đa là 2E đúng không nào? Lớp L có tối đa là 8E. Lớp M có tối đa là 18E. Lớp N có tối đa là 32E. Lớp với N bao nhiêu đó thì sẽ có tối đa là 2 nhân N cộng 2. Đúng chưa? Ở đây là 7E. Thì nếu với cái lớp đầu tiên có tối đa là 2E thì ở đây vẫn chưa đủ. Lớp thứ hai có tối đa là 8E, vậy thì tổng số E của lớp thứ nhất và lớp thứ hai là 10E, đúng chưa? Vậy thì đã vượt với cái số của electron ở đây rồi. Thì đối với cái lớp N của nó, lớp K thì có 2E rồi đúng không nào? Và lớp L thì còn bao nhiêu E nữa? À, 5E. Phân bố ở đâu? 2P, 2S và 2P đúng không nào? Còn chỗ này là ở 1S. Vậy thì mình sẽ suy ra nitơ có mấy lớp E? Có 2 lớp electron đúng không? Tương tự như vậy khi mình xét về magie 12, 24 thì mình suy ngay ra được số E ở đây sẽ bằng Z và bằng 12. Đúng chưa nào? 12 electron. Nào bây giờ mình nhìn số E tối đa trong lớp K là 2, số E tối đa trong lớp L là 8 cộng vào là 10. Vậy thì chứng tỏ là nó sẽ có lớp E ở phân lớp, cái lớp thứ 3, lớp K có 2E ở lớp 1S đúng chưa? Lớp L có 8E ở 2S và 2P và cuối cùng là lớp M có tối đa là bao nhiêu E nhỉ? Là 18E, nhưng ở đây sẽ còn bao nhiêu E nữa?
Còn 2 nhé. Sẽ phân bố ở đâu nhỉ? Vừa 2 ở 3s. Đúng chưa? Vậy thì cái nguyên tử magie này sẽ có 3 lớp E. Được. Xác định số lớp E dựa vào số E tối đa của các cái lớp và phần lớp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái ví dụ số 2. Cái ví dụ số 2 chính là bài 3 sách giáo khoa trang 2 với đề bài là số đơn vị điện tích hạt nhân của Fluor là 9. Trong nguyên tử Fluor, số E có mức năng lượng thấp nhất cao nhất là A 2, B 5, C 9 và D là 11. À, vậy ở bài này nó cũng tương tự với bài kia, chúng ta cùng phân tích ra là sẽ được đúng không nào? Fluor có 9E. Thì 2E sẽ phân bố ở lớp K đúng nào? Trong 1S. 8E còn lại. Vậy thì chúng ta sẽ còn 7E đúng không? 7E sẽ phân bố ở lớp L trong 2S và 2P. 2S thì có tối đa 2E rồi, 2P có tối đa là 6E. Nhưng ở đây 2 cộng 2 là 4. Vậy thì còn mấy nhỉ? Còn 5E nữa. Vậy thì cái E cuối cùng sẽ được điền vào phân lớp 2P. Vậy thì Fluor sẽ có số E ở phân lớp mức năng lượng cao nhất là bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ các bạn? 5. Đúng chưa? Cái mức năng lượng cao nhất của nó là 2P. Và trong 2P thì có 5E. Vậy đáp án chính xác ở đây là đáp án B. Dựa vào cái việc mà chúng ta phân tích mỗi số E tối đa trong các phân lớp thì chúng ta có thể tìm được cái mức năng lượng cao nhất hay mức năng lượng thấp nhất hoặc là số E tối đa ở trong phân lớp P hoặc là tổng số E tối đa ở trong phân lớp S của một phân tử nguyên tử. Chưa? Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái ví dụ số 3. Ví dụ số 3 của chúng ta chính là bài 4.4 sách bài tập trang 10 với đề bài là số E tối đông tối đa có thể phân bố ở lớp O n bằng 5 là. À, bây giờ chỉ việc áp dụng công thức thôi đúng không? Số E tối đông tối đa trong một phân lớp có thứ tự là N sẽ bằng gì? Số E tối đa trong lớp N. Theo công thức là gì các bạn? Chính xác. 2 nhân với N bình phương. Lớp O có N bằng 5. Vậy thì lấy 5 bình phương là 25. 25 nhân với 2 là 50. Đúng chưa? 2 nhân 5 bình phương bằng 50. Hết rồi. Được chưa? Vậy đáp án chính xác ở đây là đáp án D. Rồi, cho chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nội dung tiếp theo. À, bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái phần gọi là mở rộng. Thì chúng ta đã biết này, cấu tạo của etheron, nếu mà đi từ trong, đi từ ngoài vào trong sẽ có các lớp, rồi có các phân lớp và nhỏ hơn các phân lớp thì là gì? Đó chính là orbital. Đây là hình ảnh mà người ta tìm được những cái chấm xanh này là các cái vị trí mà người ta xác định được electron ở xung quanh cái hạt nhân. Đúng chưa? Ta thấy mật độ electron ở chỗ này, cái vùng này là lớn nhất. Và người ta gọi cái nơi mà có mật độ electron hay là xác suất tìm thấy electron đạt trên 90% gọi là orbital nguyên tử. Hay orbital nguyên tử được định nghĩa như sau. Orbital nguyên tử là viết tắt của atomic orbital, viết tắt là AO, nhớ nhé, khi nào viết là AO thì người ta đang nói đến orbital nguyên tử đấy, là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt hay là tìm thấy electron khoảng 90%. Được chưa? Đây, cái vùng mà đậm xanh đậm như này chính là orbital nguyên tử. Orbital nguyên tử thì ghép vào trong cái căn chung cư của chúng ta thì nó sẽ là gì? Theo nguyên lý Pauling thì mỗi orbital chỉ có 2 electron và ngược chiều nhau. Giống như tưởng tượng nhé, cái khu cái nhà của chúng ta này. Mỗi một tầng, giờ cô vẽ lại cái bảo tàng Hà Nội của chúng ta nhé. Đây là hạt nhân này. Đây là các phân lớp, đây là lớp này. Lớp N, lớp K, lớp L, lớp M, lớp KLMN, OPQ, vân vân. Chưa? Ở đây thì có 1S,
Trong một cái phòng 1S này có hai cái giường. Có một cái giường. Và một cái giường này thì tối đa hai người nằm. Được chưa? Cái orbital này các bạn tưởng tượng như là cái giường đi. Đấy. Ở phân lớp P thì sao? Có tối đa bao nhiêu người nhỉ? Phân lớp L có tối đa là 8 mét vuông. Phân bổ ở hai phân lớp là 2P. 2S và 2P. Thì ở cái phòng 2S này sẽ có tối đa là hai người ở được, hay chính là một giường. Còn ở đây có 3, 6 người ở được, chứng tỏ là có 3 giường, được chưa? Bởi vì theo ông Pauling nói thì mỗi orbital sẽ có tối đa là 2E, được chưa? 2E ở đây thì có 6E, thì nó sẽ chia làm 6 giường, 3 giường, và mỗi giường sẽ có một người, được chưa? Tương tự ở trên này thì là 3S, 3P và 3D. Tương tự S thì cũng sẽ chỉ có một giường tối đa 2E, P cũng chỉ có 3 giường tối đa 6E. Còn nếu có lớp D có tối đa 10E thì sẽ có bao nhiêu giường? 5 giường đúng không? Và mỗi giường sẽ có 2 người nằm giờ đầu đuôi. Đã tưởng tượng thế cho đơn giản. Electron như là số người có trong các cái lớp thì sẽ là mỗi tầng, các phân lớp thì sẽ là mỗi phòng, và còn các orbital thì là mỗi giường. Cứ giả sử nhá, bây giờ giả sử cô giả sử một nguyên tố flo chẳng hạn, lúc nãy flo chúng ta vừa mới làm có số e bằng mấy, flo ký hiệu là F, có 9E đúng không? Và chúng nãy chúng ta sẽ biết đã biết là 9E này thì sẽ được phân bố ở mấy lớp? 2E ở phân lớp 1S đúng không? 2B ở 1S, 1S thì sẽ có một orbital, được chưa? 7E còn lại thì có 2E tiếp theo ở lớp 2S, hai người nằm trên một orbital, được chưa? Và cuối còn 5E nữa sẽ phân bố ở lớp 2P, đúng không? Chứng là tỏ là 3 orbital nữa, được không? 2S thì sẽ gồm 2E ngược chiều nhau. Ví dụ như đây là thể hiện ngược chiều này, lên, xuống, lên, rồi xuống. 5E thì chúng ta sẽ viết như nào? 1 này, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Các bạn thấy cô điền lên hết trước rồi mới điền xuống. Để chứng tỏ điều gì? Theo một nguyên lý của một nhà khoa học nữa thì người ta nói là phải có sự phân bố E sao cho số E tối đa. Số E độc thân là nhỏ nhất, được chưa? Đấy là P, rất là đơn giản. Bây giờ ví dụ như cô có nguyên tố oxy chẳng hạn. Oxy có 8 E đúng không? Vậy thì sự phân bố ở 2S này, 2P, 1S, 2, 1S, 2S, 2P cũng sẽ là như thế. Nhưng mà chỗ này chỉ có 4E thôi. 4E ở 2P thôi. Đúng chưa? Vậy thì cô vẫn sẽ có trong cái phòng đấy luôn có 3 cái giường, nhưng mà số người nằm trên giường thì sẽ phân bố khác nhau. Như thế này. Sẽ có hai cách viết, một là như thế này. Hai là như thế này. Vậy thì theo cái cách nào thì phù hợp với cái nguyên tắc là để số E độc thân là lớn nhất? Cách viết ở trên đúng không? Lúc nào chúng ta cũng sẽ phải viết đẩy hết lên trên rồi đặt xuống dưới. Vậy thì orbital chứa tối đa 2 electron thì có những trường hợp nào có orbital? Có 3 trường hợp. Thứ nhất là orbital AO trống. Đây, trường hợp mà không có orbital nào trên, không có E nào trên orbital hay không có người nào trên giường là orbital trống. Trường hợp thứ hai là orbital độc thân. Có E độc thân. Có E độc thân. Đây, chính là trường hợp này. Có E độc thân, có một E ở trong orbital. Và trường hợp thứ ba là gì? Orbital bão hòa. Và trường hợp này thì gặp rất là nhiều. Đây, có hai E trong orbital gọi là bão hòa. Nhớ nhá. Tưởng tượng như là trong mỗi cái phòng đấy thì sẽ có những số giường khác nhau. Có 5 người tối đa. Trong cái phòng đó thì sẽ có 3 giường. Có 10 người tối đa trong cái phòng đó thì có 5 giường. Có 14 người tối đa thì sẽ có 7 giường, chưa? Đó là cái phần mở rộng về orbital nguyên tử. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nội dung tiếp theo.
Chúng ta vừa kết thúc nội dung lý thuyết của vấn đề số 5 về cấu tạo lớp vỏ electron và cô sẽ giao cho chúng ta một số các bài tập để củng cố lại kiến thức. Đầu tiên là bài 1, chính là bài 5 sách giáo khoa trang 22 với đề bài là thế nào là lớp phân lớp electron, sự khác biệt giữa lớp và phân lớp electron. B, tại sao lớp thứ n chứa tối đa là 32 electron. Ý bài tiếp theo chính là bài 4.5 sách bài tập trang 10 với đề bài là nguyên tố X có 3 electron ở lớp M, vậy nguyên tố X có thể là A, magie Z bằng 12, B, nhôm Z bằng 13, C, natri Z bằng 11, D, canxi Z bằng 20. Cô hy vọng rằng là với những cái lý thuyết chúng ta vừa học thì các bạn có thể hoàn thành dễ dàng các bài tập này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.